Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình đánh giá xe của Tipca. Trước mặt chúng ta ngày hôm nay là một chiếc xe mà chắc chắn là những gia đình trẻ năng động, yêu môi trường, yêu công nghệ sẽ mong chờ. Đó chính là mẫu Toyota Yaris Cross 2023 và đây là phiên bản HEV trang bị hệ thống động lực xăng lai điện tự sạc. Vậy thì chiếc xe này có gì thú vị, vận hành ra sao, ưu nhược điểm thế nào? Mời quý vị cùng trải nghiệm với team Tipca chúng tôi. Bây giờ, trước khi đi vào nội dung chi tiết, chúng ta cùng xem kích thước cũng như là định vị của chiếc xe này. Toyota Yaris Cross có tổng chiều dài là khoảng 4,3m. Như vậy là nó cũng tương đương với một số dòng xe khác trong phân khúc crossover hạng B, ví dụ như là Kia Seltos hay là Honda HR-V. Tuy nhiên, một điểm thuận lợi là độ cao gầm lên tới 210mm, cao hàng đầu trong phân khúc này. Như vậy là sẽ rất thuận lợi khi mà chúng ta di chuyển vào đường xấu hay là đường ngập nước. Như vậy là về mặt định vị trong sản phẩm của Toyota thì Yaris Cross là đàn anh của Toyota Race và đàn em của Corolla Cross. Trang bị nổi bật ở phần ngoại thất phải nói đến là các hệ thống đèn. Toàn bộ những cái gì liên quan đến đèn trên chiếc xe này đều sử dụng công nghệ LED. Ví dụ như là đèn chiếu sáng phía trước, hệ thống đèn này bật tắt hoàn toàn tự động, tích hợp cả đèn chờ dẫn đường và đây có cả đèn LED chiếu sáng ban ngày. Hệ thống cân chỉnh góc chiếu bằng tay. Quý vị hãy quan sát chất lượng chiếu sáng của hệ thống đèn này. Chúng tôi đánh giá là rất tốt và cắt rất gọn. Bên dưới này, đèn sương mù cũng sử dụng công nghệ LED. Gạt mưa của chiếc xe này cũng có chức năng gián đoạn. Tuy nhiên là chúng tôi đánh giá thiết kế này nhìn nó chưa được đẹp mắt cho lắm. Nếu như nó chìm xuống một chút nữa thì sẽ đẹp hơn. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ, tích hợp cảnh báo điểm mù và camera trong gói camera toàn cảnh 360 độ. Bộ la răng của chiếc xe này hai màu, có kích thước là 18 inch, đi cùng với lốp là 215/55 R18. Và không biết là quý vị nghĩ sao, nhưng mà cá nhân tôi thì thấy là bộ la răng này trông thể thao hơn và đậm chất chơi hơn so với bộ la răng của Corolla Cross. Kính hậu được thiết kế vát chéo, kết hợp với cánh đuôi, càng nhấn mạnh phong cách thể thao hơn. Và đây, đèn hậu cũng sử dụng toàn bộ là công nghệ LED. Trên kính lái chúng ta sẽ nhìn thấy một chi tiết đặc biệt, đó là hai chiếc camera. Đây chính là camera quan sát của hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense với rất nhiều công nghệ. Ngoài ra thì chiếc xe này còn có rất nhiều trang bị an toàn khác, quý vị có thể nhìn thấy bảng trên màn hình. Bên cạnh đó, thông tin quan trọng mà chắc hẳn là nhiều quý vị mua xe cho gia đình sẽ quan tâm, đó chính là hệ thống túi khí. Và bây giờ là thành tố quan trọng nhất của chiếc xe này, hệ thống động lực hybrid xăng lại điện tự sạc. Bên trái là động cơ xăng có dung tích là 1.5 lít, công suất là 90 mã lực và mô men xoắn khoảng trên 120 Nm. Và bên phải đây thì đó là hệ thống động lực hybrid bao gồm motor điện. Motor điện này có công suất là 79 mã lực và sức kéo là khoảng trên 140 Nm. Như vậy là riêng sức kéo của motor điện đã tương đương với một chiếc xe hạng B khác. Hệ thống dẫn động là cầu trước với treo trước kiểu MacPherson và treo sau kiểu dầm xoắn. Khi mà khám phá nội thất thì chúng ta sẽ có một chút bất ngờ cả về mặt thiết kế, chất liệu lẫn tiện nghi. Về thiết kế thì chúng ta sẽ thấy là cái khoang lái này trông rất sinh động và tất cả những cái chức năng đều hướng tới người lái. Về mặt chất liệu thì chúng ta sẽ có ghế bọc da và chúng tôi đánh giá rằng da này cũng mềm và mịn và ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Trên tắp lô và tắp bi cửa cũng có nhiều chi tiết bọc da. Tuy nhiên tầm quan sát ở góc chữ A của chiếc xe này thì chúng tôi lại thấy là không được thoáng như mẫu Corolla Cross. Vô lăng thì điều khiển 4 hướng cũng được bọc da và trên vô lăng có rất nhiều chức năng, ví dụ như là menu, âm lượng, đàm thoại rảnh tay. Và đây chúng ta sẽ thấy là những nút bấm chức năng của hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense. Ở vị trí này chúng ta sẽ thấy là nút bấm lựa chọn chế độ vận hành. Cả mẫu xe này, tức là phiên bản hybrid và phiên bản động cơ thuần xăng, đều có 3 chế độ vận hành là thông thường, Eco và Sport. Phía trước vô lăng là một màn hình. Bên cạnh trạng thái của pin thì còn có giao diện để kiểm soát cái dòng chuyển hóa năng lượng của xe, gồm có động cơ xăng, pin và motor điện. Bên cạnh đó là một số thông tin khác để chúng ta kiểm soát xe trong quá trình di chuyển trên đường. Hệ thống giải trí bao gồm một màn hình cỡ lớn kích thước tới 10 inch. Và màn hình này có rất nhiều chức năng. Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá này. Đầu tiên là kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Đi cùng với màn hình này là hệ thống loa của Pioneer. Và chúng tôi đánh giá là chất lượng âm thanh rất hay. Bên cạnh chức năng giải trí thì màn hình này còn có rất nhiều chức năng khác. Thông tin về xe. Chúng ta sẽ có hệ thống cảm biến áp suất lốp độc lập từng bánh. Không những thế còn hiển thị cả nhiệt độ ở bên trong lốp. Bên cạnh đó còn có một số thông tin quan trọng khác, ví dụ như là nhiệt độ ngoài trời này, nhiệt độ nước làm mát này và tình trạng sức khỏe của ắc quy. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có là sơ đồ chuyển hóa năng lượng. Như vậy là khi mà di chuyển trên đường, nếu như chúng ta không có nhu cầu giải trí, chúng ta có thể quan sát sơ đồ chuyển hóa năng lượng ở đây. Đấy, ví dụ như là động cơ xăng đang hoạt động này và sạc lại cho pin. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số thông tin khác, ví dụ như là độ nghiêng của xe.
kiểm soát độ nghiêng. Như vậy là khi mà chúng ta leo dốc hoặc là xuống dốc thì chúng ta có thể kiểm soát được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chất lượng của màn hình và camera ra sao. Đây là hình ảnh camera 360 độ. Để đánh giá chi tiết hơn nữa về chất lượng màn hình thì chúng tôi sẽ thử cắm vào đây một chiếc Android Box. Chúng ta sẽ cùng xem là chất lượng giải trí ra sao. Như vậy là màn hình cỡ lớn, độ nét tốt, lại có hệ thống âm thanh rất hay. Chúng ta sẽ có một không gian thư giãn rất thú vị cho gia đình. Ở đây thì chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa tự động một vùng và đúng là không hổ danh điều hòa Toyota. Ngày hôm nay là một ngày mà cũng khá là nóng nực, tuy nhiên chúng tôi chỉ chỉnh nhiệt độ là 26 độ C và cảm thấy là lạnh rất sâu. Bên cạnh nút bấm khởi động thì chúng ta sẽ có các cổng sạc Type-C, USB, đèn trạng thái thắt dây an toàn và bên dưới này là có khay sạc không dây. Ở vị trí này thì chúng ta sẽ thấy là có phanh dừng điện tử và giữ phanh tự động. Và một trang bị bất ngờ với một chiếc xe hạng B đó chính là kính trần toàn cảnh panorama. Chỉ có một chút gọi là không bằng Corolla Cross, đó chính là cái hộc tích hợp tì tay ở giữa. Khi mà ngồi hàng ghế sau thì chúng ta sẽ thấy bất ngờ, rộng tương đương với Corolla Cross. Và đây thì có một số tiện ích, ví dụ như là cửa gió cho hàng ghế sau độc lập từng ghế và các cổng sạc. Và ở đây cũng có tì tay tích hợp khay đựng chai nước. Và ghế này cũng có hai nấc. Nấc thứ nhất, nấc tiêu chuẩn, hơi dựng đứng một chút, đây chính là cái tư thế để giao lưu và làm việc. Ngoài ra còn có một tư thế để thư giãn, ngả hơn một chút xíu. Đây là khoang hành lý tiêu chuẩn và chúng tôi đánh giá là rộng hàng đầu trong phân khúc này luôn. Chiều rộng theo bề ngang là khoảng gần 1m4 và sâu tới khoảng 90cm. Lại có thiết kế 2 tầng. Tầng dưới này có thể đựng những cái thứ mà nhiều bụi bẩn hoặc là rất ít khi sử dụng. Ví dụ như đồ cứu hộ, giày dép thể thao hoặc là rất nhiều những đồ khác. Bên dưới này là lốp dự phòng. Và để tối ưu hơn nữa không gian chứa đồ thì hàng ghế sau có thể gập xuống theo tỷ lệ 40-60. Và cốp này đóng mở hoàn toàn bằng điện với chức năng chống kẹt. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình để trải nghiệm xem là chiếc xe này nó hoạt động ra sao. Ngay khi mà nhấn vào nút khởi động thì chữ ready hiện lên kèm theo một âm thanh bíp. Như vậy là chiếc xe đã sẵn sàng. Cũng giống như mẫu Corolla Cross phiên bản Hybrid thì khi mà di chuyển trong không gian đô thị, tốc độ chậm, vừa phải thì chiếc xe sử dụng hoàn toàn là motor điện và sử dụng pin. Và đây là một trong những cái điều mà khiến cho chiếc xe này trở thành một phương tiện lý tưởng khi mà chúng ta di chuyển ở trong không gian đô thị, trong gara hoặc là trong môi trường sống của chúng ta. Tốc độ gần như là tối đa trong không gian đô thị mà vẫn hoàn toàn sử dụng pin. Và khi mà chúng ta tăng tốc một chút nữa, nhấn ga mạnh hơn một chút thì động cơ xăng sẽ được kích hoạt và quá trình kích hoạt cũng hoàn toàn rất mượt. Chỉ có điều là khi động cơ xăng kích hoạt thì tiếng ồn lớn hơn một chút xíu so với các loại xe thuần xăng. Khi mà động cơ xăng làm việc thì nó vừa vận hành xe và vừa sạc lại cho pin. Và theo đánh giá của chúng tôi thì chiếc xe này để tăng tốc từ 0 đến 50 km/h chỉ trong khoảng hơn 3 giây. Tuy nhiên thì khả năng tăng tốc ở tốc độ trung bình và tốc độ cao chỉ ở mức là khá tốt thôi, chứ không thật sự là xuất sắc. Cụ thể là từ 0 đến 100 km/h chiếc xe này mất khoảng hơn 10 giây. Tuy nhiên như vậy cũng đã là rất tốt trong phân khúc này rồi. Và đây khi mà nhấn ga tăng tốc thì quý vị hãy nhìn bảng đồng hồ. Cả động cơ xăng và motor điện đều cùng làm việc để giúp cho quá trình tăng tốc được mạnh mẽ hơn. Và bất kỳ lúc nào khi mà chúng ta chỉ cần buông chân ga hoặc là chúng ta giả phanh là hệ thống tái tạo năng lượng sẽ làm việc và sạc lại cho pin. Như vậy là về nguyên lý hoạt động của hệ thống động lực hybrid tự sạc này cũng tương tự như trên mẫu Corolla Cross phiên bản HEV, một chiếc xe vốn đã rất quen thuộc trên thị trường Việt Nam. Nói đến các dòng xe hiện đại của Toyota thì không thể không nhắc tới trang bị an toàn Toyota Safety Sense. Và chiếc xe này cũng được trang bị gói an toàn rất đầy đủ. Trang bị đầu tiên phải kể đến đó chính là cảnh báo tiền va chạm. Khi mà phát hiện thấy ở phía trước có nguy cơ xảy ra va chạm thì hệ thống sẽ cảnh báo ở trên bảng đồng hồ. Và nếu như trong trường hợp mà người lái không kịp phanh thì hệ thống cũng sẽ tự động phanh. Công nghệ tiếp theo là hệ thống hỗ trợ giữ làn. Bây giờ tôi sẽ thử đi chệch làn đường. Đấy, hệ thống cảnh báo luôn, nhắc nhở chúng ta để khỏi lơ đễnh, tăng sự an toàn khi mà chúng ta di chuyển trên xa lộ với tốc độ trên 60 km/h. Và công nghệ tiếp theo vô cùng độc đáo trong phân khúc này đó chính là kiểm soát vận hành chân ga. Khi vẫn đang ở số D, tốc độ dưới 10 km/h hoặc là khi đứng yên, phía trước trong khoảng 4m mà có vật cản, người lái đạp ga nhiều hơn mức cần thiết. Như vậy chúng ta có thể hiểu là đôi khi người lái nhầm chân ga, khi đó thì hệ thống sẽ phát hiện, đồng thời là giảm công suất động cơ và phanh nếu cần thiết. Tuy nhiên ngày hôm nay trong điều kiện di chuyển trên đường giao thông thực, không đủ điều kiện an toàn để chúng tôi có thể thử nghiệm tính năng này.
Một công nghệ khác trong gói này cũng giúp ích cho chúng ta khi mà di chuyển trong phố, đó chính là cảnh báo xe phía trước khởi hành. Xe phía trước đi rồi mà chúng ta vẫn chưa di chuyển thì hệ thống sẽ nhắc nhở. Ngoài ra trong gói an toàn này còn có hệ thống đèn chiếu xa tự động nữa. Nghĩa là khi mà di chuyển trên đường vào ban đêm mà nhận thấy ở phía đối diện có phương tiện đi ngược chiều, hệ thống sẽ nhận biết qua đèn chiếu sáng thì sẽ tự động cụp đèn xuống, chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần. Hoặc trường hợp nếu có xe đi cùng chiều phía trước thì hệ thống sẽ nhận biết qua đèn hậu. Như vậy là tăng sự an toàn cho cả hai. Ngoài ra thì trên chiếc xe này còn có rất nhiều công nghệ an toàn nữa, phải nói là vô cùng phong phú. Và một trong những trang bị mà tôi cảm thấy rất thích trong mọi điều kiện vận hành, đặc biệt là trên cao tốc, đó chính là điều khiển hành trình chủ động. Chiếc xe cứ tự động bám theo xe phía trước, và ngay cả khi xe phía trước dừng hẳn thì xe này cũng dừng hẳn theo. Và khi mà dừng xe thì hệ thống hỗ trợ giữ phanh đã được kích hoạt. Cảm nhận tiếp theo là về khả năng cách âm. Cụ thể là ở giải tốc độ khoảng 50 km/h thì chỉ số độ ồn đo được là khoảng 60 đến 61 decibel, và ở tốc độ 100 km/h chỉ số độ ồn đo được là khoảng 67 decibel. Chúng tôi đánh giá cao về phần khả năng cách âm thân vỏ hoặc là gầm xe. Tuy nhiên là về khả năng cách âm vách ngăn động cơ thì chúng tôi cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn cho lắm, đặc biệt là khi mà chúng ta di chuyển chậm và động cơ sang hoạt động. Tiếp đó là về hệ thống lái. Khi mà di chuyển tốc độ chậm thì mức độ trợ lực vừa phải, chúng ta có cảm giác rất thoải mái khi mà di chuyển trong phố. Tuy nhiên độ linh hoạt của vô lăng thì chúng tôi đánh giá là ở mức trung bình. Số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải lên tới khoảng 3,1 vòng. Với độ linh hoạt như vậy thì với những pha quay đầu xe, chúng ta sẽ phải làm việc nhiều hơn. Nhưng bù lại, hệ thống lái này lại dành điểm cộng khi mà chúng ta di chuyển trên cao tốc. Chỉ cần trên 60 km/h trở lên thôi thì chúng ta sẽ thấy là hệ thống lái này cực kỳ đầm chắc, cho chúng ta một cảm giác rất tự tin và an toàn. Và cảm nhận cuối cùng đó là về hệ thống giảm sóc. Đấy, quý vị hãy cảm nhận. Chúng tôi đang đi qua những cái gờ giảm tốc, cảm giác rất dễ chịu. Và chúng tôi đánh giá rằng hệ thống giảm sóc này được thiết kế rất phù hợp khi mà di chuyển trên địa hình hỗn hợp, đặc biệt là những nơi mà có cái điều kiện giao thông chưa thực sự tốt như ở Việt Nam. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trải nghiệm chiếc xe Toyota Yaris Cross phiên bản HEV hay là phiên bản Hybrid. Và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình mà chúng tôi đo được trên hành trình này, quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình, 3,9 lít trên 100 km. Thực tế là chúng tôi không hề ngạc nhiên với con số này, bởi vì chiếc xe lớn hơn là Toyota Corolla Cross cũng là phiên bản Hybrid thì cũng có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ có hơn 4 lít trên 100 cây số. Tổng kết lại thì đây là một chiếc xe rất cá tính, nội thất tiện nghi, động lực rất mạnh mẽ, là một chiếc xe mà dành cho những gia đình trẻ, năng động, yêu công nghệ và thiên nhiên, muốn tìm kiếm một bạn đồng hành tin cậy và thực sự tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường. Toàn bộ những chia sẻ trên đây là ý kiến của chúng tôi. Còn ý kiến của quý vị thì sao? Quý vị đánh giá sao về chiếc xe này? Nó có thực sự hấp dẫn và đáng tiền hay không? Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ Tiếp Ca.